9 bài học đáng để suy ngẫm về cuộc sống. Mỗi câu chuyện là một bài học quý giá, thiết thực để áp dụng vào công việc và cuộc sống. Hãy nghe và suy ngẫm nhé các bạn. Bài học số 1. Bạn tôi ưng ý một chiếc máy tính, cần khoảng 30 triệu, thu nhập mỗi tháng của cậu ta chỉ có 7 triệu. Vợ cậu ta nói với cậu ta rằng: "Anh điên rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn." Cậu ta hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói: "Cậu không xứng với chiếc máy tính kia. Đến thứ mà mình thích cũng không có dũng khí đi giành lấy, thì sau này cậu định lăn lộn trong xã hội thế nào?" Cậu ta cắn răng mua chiếc máy tính kia. Để trả nợ, cậu ta bắt đầu tìm một số công việc làm thêm. Cuối cùng, cậu ta đã trả hết nợ trong vòng một tháng. Vợ cậu ta không vì sự điên cuồng của cậu ta mà bỏ cậu ta. Cô ta dẫn cậu ta vào một siêu thị xe, nói: "Ông xã, chúng ta mua trả góp chiếc xe BMW này nhé." Ban đầu, cậu ta giật nảy mình, tưởng vợ mình điên. Một năm sau, cậu ta đã trả hết được khoản tiền của chiếc xe đó. Kết luận: đến vật và người mà mình thích, bạn cũng không có dũng khí giành lấy. Vậy thì bạn đã được định trước là một kẻ thất bại. Bài học số 2. Một vị thiền sư nhìn thấy con bọ cạp rơi xuống nước, bèn quyết tâm cứu nó. Ai ngờ vừa chạm vào nó đã bị nó chích vào tay. Vị thiền sư không sợ hãi, lại một lần nữa ra tay. Lần này ông lại bị chích. Người bên cạnh nói: "Nó lúc nào chẳng chích người, hà tất phải cứu nó?" Vị thiền sư đáp: "Chích người là bản năng của con bọ cạp, còn lương thiện là bản năng của tôi. Sao tôi có thể vì bản năng của nó mà vứt bỏ bản năng của tôi?" Kết luận: lỗi sai của chúng ta nằm ở chỗ bởi vì đám đông mà thay đổi bản thân. Bài học số 3. Có người hỏi một người nông dân: "Có trồng lúa mạch không?" Người nông dân trả lời: "Không, tôi sợ trời sẽ không mưa." Người kia lại hỏi: "Vậy anh có trồng cây bông không?" Người nông dân trả lời: "Không, tôi sợ sâu sẽ ăn nó mất." Người kia lại hỏi: "Vậy anh trồng gì?" Người nông dân đáp: "Không trồng gì cả, tôi muốn an toàn." Kết luận: một người không tình nguyện bỏ ra, không tình nguyện mạo hiểm, thì không làm nên trò trống gì, đối với anh ta mà nói là chuyện quá hiển nhiên. Bài học số 4. Ba người ra khỏi nhà, một người mang ô, một người mang gậy trống, một người đi tay không. Khi quay trở về, người cầm ô quần áo ướt sũng, người cầm gậy trống bị ngã, người thứ ba bình an vô sự. Thì ra, người có ô khi trời mưa đã bước đi mạnh bạo, cuối cùng bị ướt. Khi đi chỗ đường trơn, người chống gậy cậy mình có gậy nên đi nhanh, kết quả chốc chốc lại bị ngã. Người đi tay không, khi trời đổ mưa anh ta chú, khi thấy đường trơn trượt anh ta đi cẩn thận, ngược lại lại bình yên vô sự. Kết luận: đôi khi không phải là chúng ta thất bại vì khiếm khuyết của chúng ta, mà là thất bại vì ưu thế của chúng ta. Bài học số 5. Một tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rơi trong chùa. Mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian mới quét xong. Có người nói với cậu rằng: "Trước khi quét dọn, cậu hãy dùng sức rung cây cho lá rụng hết, sau đó hãng quét, như vậy ngày mai sẽ không cần phải quét nữa." Tiểu hòa thượng cảm thấy có lý, vui vẻ làm theo. Thế nhưng ngày hôm sau, lá vẫn rơi đầy sân chùa. Kết luận: bất luận hôm nay bạn có nỗ lực thế nào thì ngày mai lá vẫn rơi. Dục tốc bất đạt, làm tốt chuyện của ngày hôm nay chính là có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Bài học số 6. Một con quạ trong chuyến bay của mình đã gặp một con chim bồ câu đang trên đường về nhà. Con chim bồ câu hỏi: "Cậu muốn bay đi đâu thế?" Con quạ trả lời: "Thực ra tôi không muốn đi, nhưng mọi người đều chê tiếng kêu của tôi không hay, cho nên tôi muốn rời khỏi đây." Con chim bồ câu nói với con quạ: "Đừng phí công vô ích nữa. Nếu cậu không thay đổi giọng nói của mình, thì dù cậu có bay đến đâu đi chăng nữa cũng không được chào đón đâu." Kết luận: nếu bạn hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, vậy hãy bắt đầu từ việc thay đổi bản thân mình. Bài học số 7. Một nhà có 3 người con trai, họ trưởng thành trong những trận cãi vã không ngừng của cha mẹ. Mẹ của họ lúc nào cũng bị cha họ đánh đập, thương tích đầy mình. Người con cả nghĩ: "Mẹ thật đáng thương,
sau này mình phải đối tốt với vợ của mình hơn. Người con thứ hai nghĩ, kết hôn thật chẳng có nghĩa lý gì, sau này mình lớn lên chắc chắn sẽ không lấy vợ. Người con thứ ba nghĩ, thì ra chồng có thể đánh đập vợ như vậy. Kết luận, cho dù môi trường sống giống nhau, nếu cách tư duy không giống nhau sẽ kéo theo những cuộc đời không giống nhau. Bài học số 8. Ở một thị trấn nhỏ, có một vị thương nhân đến mở một trạm xăng làm ăn phát đạt. Người thứ hai đến mở một nhà hàng, người thứ ba đến mở một siêu thị. Thị trấn này chẳng mấy chốc đã trở nên sầm uất phồn hoa. Ở một thị trấn khác, một thương nhân mở một trạm xăng làm ăn phát đạt. Người thứ hai đến mở trạm xăng dầu thứ hai, người thứ ba đến mở trạm xăng dầu thứ ba. Chuyện làm ăn không phát đạt như họ tưởng. Kết luận, cứ một mực đi theo con đường của người khác, tất sẽ thất bại. Bài học số 9. Anh A đi xe đạp, hai chân gắng sức đạp, một tiếng đồng hồ chỉ có thể đi được quãng đường khoảng 10 km. Anh A lái xe ô tô, một chân nhấn vào ga, một tiếng đồng hồ có thể đi được quãng đường 100 km. Anh A ngồi tàu cao tốc, nhắm mắt lại, một tiếng đồng hồ có thể đi được quãng đường 300 km. Anh A ngồi máy bay, ăn đồ ăn ngon, một tiếng đồng hồ có thể đi được quãng đường 1000 km. Kết luận, cùng một người, cùng sự cố gắng, thế nhưng khác nhau ở bệ phóng, kết quả sẽ khác nhau.